Nghi xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay, Nghi xin chia sẻ cái cách làm bánh bí đỏ kiểu mới mình ăn kèm cùng với nước cốt dừa, nghĩa là thơm ngon và béo ngậy luôn. Cách làm thì cũng khá là mới lạ, đơn giản và cũng nhanh chóng nữa. Thì bây giờ, Nghi mời các cô chú anh chị cùng xem cách làm với Nhiên nha. Và để làm bánh bí đỏ thì Nhi có chuẩn bị ở đây là 300g bí. Và cái bí này thì Nhi đã gọt vỏ và đã sơ chế xong hết rồi nè. Và bây giờ thì Nhi sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ ha. Để một chút mình hấp á thì cái bí của mình nó sẽ mau chín hơn. Rồi mình sẽ đi hấp cái phần bí này lên ha. Và trong lúc này thì Nhi sẽ đi làm cái phần nước cốt để ăn kèm. Nhi cho vào đây là 400ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì Nhi vắt ra từ 300g dừa nạo đó. 2 muỗng canh đường. 1/3 muỗng cà phê muối để cho cái vị nó vừa hơn. Rồi cuối cùng là 2 muỗng canh bột năng để tạo cái độ sánh cho nước cốt. Và mình khuấy lên cho nó thiệt là đều. Và để cho nước cốt của mình nó có cái mùi thơm á, thì lúc này Nhi sẽ cho vào đây là một nhánh lá dứa nhỏ ha. Các anh chị có thể thay thế bằng vani cũng được. Và lúc này thì mình sẽ để lửa nhỏ và mình nấu từ từ. Và mình nấu đến khi nào cái phần nước cốt của mình á nó bắt đầu nó sánh và nó dẻo lên như vậy nè các anh chị. Đó, nước cốt của mình như vậy là được rồi ha. Bí sau khi đã hấp chín đó, thì lúc này bí nó còn rất là nóng luôn. Nhân lúc này thì Nhi sẽ nghiền ra cho cái bí nó thật là mịn luôn ha. Đây, mình nghiền cho nó mịn mịn như thế này là được rồi nè. Giờ Nhi cho vào đây là 2 chén bột nếp, tương đương là khoảng 300g. Và 80g đường. Thêm 2 ống vani để tạo cái mùi thơm. Rồi lúc này thì mình sẽ trộn lên để cho cái bí và bột của mình á nó đều lại với nhau ha. Khi bột nó đều thì lúc này mình sẽ cho tiếp cái phần nước vào. Mình cho vào đây là 100ml nước sôi. Mình sử dụng là cái nước sôi 100 độ á. Và lúc này thì mình sẽ chế vào đây từ từ. Và mình nhờ đến khi nào á cái phần bột của mình á nó bắt đầu nó dẻo và nó mịn là như vậy nè. Đó, khi mình sờ vào thì không dính tay ha. Rồi như vậy là được. Để tạo hình cho bánh thì Nhi sử dụng đây là một cái chai thủy tinh. Nhi dùng là cái chai nó nhỏ nhỏ cỡ này thôi. Và cái chai này thì Nhi tận dụng lại từ những cái chai mà nước ngọt mình bỏ đi đó. Rồi tiếp theo thì các anh chị lấy cho Nhi một cục bột. Một cục nhỏ thôi. Rồi mình vo cho nó tròn. Các anh chị có thể phủ lên đây một ít bột khô. Để khi mình tạo hình á thì cái bánh của mình nó đỡ bị dính hơn. Rồi mình sẽ hắn cho nó dẹp dẹp xuống. Rồi mình dùng cái cổ chai đó. Rồi mình nhắn nhẹ xuống. Đó, như vậy là xong rồi nè các anh chị. Rất là dễ luôn. Nếu mà mình không thích ăn bí á, thì các anh chị có thể thay thế bằng các loại khoai. Ví dụ giống như là mình làm khoai lang nè, hoặc là khoai tây á. Nhưng thấy làm ăn cũng rất là ngon luôn. Rồi, giờ để Nhân quay cận cho các anh chị mình xem rõ hơn nha.
Như vậy là xong nè các anh chị. Đó, rất là dễ luôn, nó không có hề khó đâu. Rồi, tạo hình bánh xong hết thì lúc này Như sẽ đem cái bánh này đi luộc luôn. Và Như có chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi này nè. Khi nước sôi bùng lên thì mình sẽ thả bánh cho vào. Và lúc này thì Như sẽ để lửa vừa ha. Và mình sẽ luộc trong vòng là khoảng 15 phút. Lâu lâu thì mình lại mình đảo lên một lần. Để cho cái bánh của mình nó không có bị dính ở dưới đáy ha. Luộc được một chút thì cái bánh của mình bây giờ nó nổi lên hết rồi nè. Đây, và nó trong lại như thế này nè. Đó, như vậy là được rồi ha. Mình để yên đây một chút xíu cho bánh nó nguội. Rồi một chút xíu thì mình sẽ vớt ra rồi mình để gáo ha. Và đây, bánh mì đỏ Như đã làm xong hết rồi nè. Đây nè các anh chị, bánh nó có cái màu vàng ươm rất là đẹp luôn ha. Bánh nó cũng khá là trong, nhìn rất là ngon. Bề ngoài của bánh thì nhìn giống như là những cái nấm vậy nè, nhìn rất là lạ ha. Với món bánh này thì mình sẽ ăn kèm với một ít nước cốt dừa. Cho lên đây thêm một tí mè gan hoặc là đậu phộng gan cũng rất là ngon. Bánh khi ăn thì nó có cái vị bùi béo rất là ngon. Bánh mềm mềm dẻo dẻo nè. Thơm thơm của lá dứa và của nước cốt dừa. Và đặc biệt nó không có hề bị dai luôn. Ăn rất là ngon. Với cái tạo hình bánh mới lạ này thì Như nghĩ là các bé nhà mình sẽ rất là yêu thích. Các anh chị có thời gian thì mình cùng làm thử nha. Và như vậy thì Như cũng đã chia sẻ xong cái cách làm bánh mì đỏ vừa thơm ngon vừa lạ mắt như thế này. Như cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian và theo dõi hết video. Như xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong các video lần sau.